Mến chào các em đến với buổi ôn tập với bài 13, tranh trang trí với màu tương phản. Ở đây chúng ta có 3 phần. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng quan sát nhận thức về màu sắc trong tranh. Thứ hai là chúng ta sẽ học xem về cách vẽ tranh trang trí với các màu tương phản được sử dụng như thế nào. Và cuối cùng đó là phần chúng ta sẽ thực hành. Ở phần quan sát nhận thức màu sắc, chúng ta cùng quan sát ở hình 1 và 2 sách giáo khoa trang 56 và trả lời những câu hỏi sau. Màu sắc được sử dụng trong tranh như thế nào? Nhận xét về hình thức biểu đạt cảnh vật không gian trong tranh. Nêu được các cặp màu tương phản trong tranh. Và đây chúng ta cũng có thể quan sát thêm một số những cái bức tranh có sự kết hợp những cái cặp màu tương phản để làm nổi bật lên cái những cái phong cảnh đẹp trong tranh. Về cách vẽ tranh, chúng ta cùng quan sát hình và nêu các bước vẽ. Chúng ta có thể hiện 3 bước. Thứ nhất là vẽ phác hình để xác định bố cục ý tưởng. Thứ hai là vẽ hình thức tranh bằng nét. Thứ ba là vẽ màu tương phản vào các mảng. Và cuối cùng là chúng ta thể hiện chi tiết hoàn thiện sản phẩm. Ở phần vẽ tranh trang trí với các màu tương phản thì chúng ta phải nên xác định được nội dung hình tượng cần thể hiện và thực hiện theo hướng dẫn của bài. Ở đây cô đưa lên các cặp màu bổ túc và các cặp màu tương phản và có những cái màu kết hợp giữa trắng và đen để tạo nên những cái sắc màu đa dạng phong phú để cho các bạn có thể tham khảo và kết hợp khi chúng ta thực hiện bài vẽ. Ở phần tham khảo thì chúng ta cùng quan sát một số những cái bức tranh khác sử dụng những cái cặp màu tương phản thì chúng ta thấy là được là gì, cái sự rực rỡ nổi bật của bức tranh. Và đây cũng là những cái bức tranh sử dụng những cái cặp màu bổ túc rất là nổi bật, những cái cặp màu tương phản về sắc độ đậm nhạt, về màu gam nóng lạnh và về độ đậm nhạt. Phần hướng dẫn về nhà yêu cầu các bạn chuẩn bị màu, thì bạn nào có thể sử dụng màu chì kết hợp với màu bút lông, hoặc có thể nhà bạn nào có khả năng mình mua màu acrylic cây để có thể thực hiện bài vẽ. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Mến chào các em. Chúc các em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.